mà tại sao vào học đạo chữ hiền mà không nhớ xuống thiền của thầy đưa? Thầy mình là đại nhân vị đạo như người. Trời sanh ra có nước hạt mưa, mô Phật. Trời sanh ra có nước hạt mưa mà tại sao cứ bỏ học đạo lưa thưa mất hồn? Ham chi biển khổ đổ dồn, nó dây nó bắt mà linh hồn ở đâu? Kiếp dương trần nó bắt nó thâu, mình đây mắc kẹt bị thâu. Tiêu hoài, tiêu trong biển khổ trần đài, đầu thai chuyển kiếp mà ở hoài khó ra. Khó khăn dữ lắm mới đầu thai được chuyển kiếp người ta, mà chúng sanh chẳng nhớ ông Phật Thích Ca trở về, cho nên mắc kẹt nặng nề trỗi sông. Đó là lên lực bộ, bên lực bộ. Màn ba chấm bút điểm thi công, mà chúng sanh chẳng nhớ Đức Ông Ngọc Hoàng. Đức Ông Ngọc Hoàng chấm điểm sổ khắp cả muôn ngàn, ở đâu cũng có mẫu hoàng ký tên. Linh hồn còn đỏ biển khổ khắp cả lên đên, chúng sanh chẳng nhớ ngó lên cung trời, cho nên mắc kẹt tiêu đời không hay. Tu hành phải nhớ về gốc đạo pháp của Đức Phật phương Tây, thì là mới được tháo gỡ sợi dây hồng trần. Quyền cơ chuyển của ba ẩn danh 20 năm. Bên quyền cơ cha mẹ thầy tổ rầy, nó cứu con của mẹ quay về để mất điểm hết. Rớt nhiều lắm luôn. Tu hành chánh pháp không ham mê hoặc tiền tình. Lời ăn tiếng nói chỉ giữ gìn lo tu. Đó là chánh pháp đạo đó. Tu hành mà lòng dạ còn ham của cải, làm sao gặp được ông sư giải đi về? Đó là binh lực xét bộ. Con biết. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay Tiến Dũng đi lễ thì tình cờ gặp được cô Ba, cũng là một người thông hiểu về căn pháp, về bên tâm bên quyền di cơ pháp. Quyền di cơ pháp. Dạ. Ô, xin chào cô Ba. Dạ. 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 Xin chào các quý vị. Dạ. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 2 2021. Thì có duyên rồi cô Ba đi đến lễ Đức Cố Quảng để gặp hai cậu, là để có nhân duyên để xin một chút ít đôi câu pháp để nhắc nhở ở trần gian, để trở về chân lý của đạo pháp chánh đạo. Thì cô Ba chỉ nói chuyện chứ không ca hát. Nhà chùa là ngôi tam bảo, Phật bảo gọi về, đường tâm đi đúng chánh đạo bồ đề, hoa sen đua nở mới trở về tới nơi. Vào trường tu học đạo, lòng dạ không có nói khơi. Lòng tâm phải nhớ đúng nơi chỗ ngồi, thì là mới được bút ngồi ghi tên. Tâm linh cố gắng học đạo bước lên, thì là thoát khỏi lên đên biển đài. Chữ tu tâm khẩu phải sửa đổi hàng ngày, lời ăn tiếng nói mới bút ngày ghi tên. Đường đi chánh pháp cố gắng bước lên, Phật ban cứu độ, thoát khỏi biển lên đên cầm tù. Mà vào đường chánh pháp đạo tu học phải bỏ chữ hận thù, không còn mắc kẹt trả thù đời sau. Một kiếp đời này tháo gỡ chạy mau, không còn mắc kẹt khổ đau nhiều đời. Tâm linh cố gắng học đạo pháp nghe lời, Phật ban cứu độ thoát biển đời bao giây. Tình thương đạo pháp khắp cả biển khổ đông tây, ở đâu cũng có thơm lây của đạo tràng. Cùng chung chí hướng phải nhớ sắp hàng cho đông. Bài thi pháp học giữ đạo hạnh thuộc lý trí lòng thông, thì là sẽ gặp được Đức Ông Ngọc Hoàng. Cha Ngọc Hoàng tạo hóa khắp cả biển khổ muôn ngàn, ở đâu cũng có ông Đức Ngọc Hoàng xét soi. Trường thi cố gắng học đạo, Phật cứu, Phật vớt, Phật xét, Phật soi, Phật đâu có bỏ nhóc nhôi ở biển đài. Tình thương cố gắng học đạo sửa đổi hàng ngày, Phật ban cứu độ thoát biển đài trầm lưng. Tu đúng điểm,
Phật cứu, Phật vớt, Phật cưng, Phật đâu nỡ bỏ mà không cưng rước về. Yeah. Đường đi chánh đạo pháp Bồ Đề, hoa sen đua nở mới trở về tới nơi. Vào trường học tu phải nhớ đúng chỗ đúng nơi thì là khỏi bị sợ chơi dơi biển đài. Tâm linh tu sửa học đạo hàng ngày thì là về cảnh cung đài Tây Phương. Yeah. Tình thương đạo pháp, Phật cứu, Phật vớt, Phật thương, Phật đâu nỡ bỏ mà tình thương dương trần. Mà tình thương đạo pháp khắp cả xa gần, ở đâu cũng có chư thần chép biên. Ráng mà cố gắng học đạo pháp, lòng siêng Phật ban cứu độ sổ biên về trời. Yeah. Nghe chính xác không? Quá hay cô ơi. Ừ. Quá ý nghĩa, quá hay cô. Ừ. Yeah. Rồi trí tâm đạo pháp cố gắng nghe lời, cha ban mẹ thưởng cảnh đời cho ăn. Trường thi đạo pháp cố gắng học đạo pháp, câu văn Phật ban cứu độ câu văn trở về. Ở đâu cũng có gốc Bồ Đề, ở đâu cũng có cận kề Phật cho. Học đúng Phật cứu, Phật vớt, Phật lo, Phật đâu nỡ bỏ mà không lo. Trí tâm đạo pháp cố gắng nghe lần thì là thoát khỏi biển trần khổ đau. Tình thương của đạo pháp cố gắng thi học đạo chạy mau thì là thoát khỏi biển ao tù đài. Tâm linh cố gắng sửa đổi học đạo lo hoài thì là sẽ được bút ngài ghi tên là bút ngài Thích Ca Mâu Ni. Yeah. Yeah. Trường tâm cố gắng bước lên, ngày sau thoát khỏi lên đên biển đài. Màn ba chấm bút điểm hàng ngày thì là cố gắng có bút ngài Mâu Ni Thích Ca. Mà vào trường thi học đạo không lợi dụng đâu tất cả, lòng tâm không có ngã vô tù, trí tâm tháo gỡ dễ dù, không còn mắc kẹt trả thù đời sau. Bây giờ cô ba xin nói một đoạn. Dạ. Là bên sắc lực bộ. Dạ. Là bên áo đạo tràng Mâu Ni. Thầy chùa mặc áo cà sa, bên trong chẳng giống ông Phật Thích Ca chút nào, làm sao có được lọt vào sổ thiên. Chính xác không? Thầy chùa không gom của tiền riêng, lòng tâm phải nhớ sổ biên về trời. Tâm linh phải giữ miệng lữ tiếng nói tâm lời, để cho tiếng nói cha trời chấm ban. Cha trời tạo hóa khắp cả biển khổ không gian, ở đâu cũng có điểm ban cho tiền. Mà tại sao vào học đạo chữ hiền mà không nhớ xuống thiền của thầy đưa? Thầy mình là đại nhân đạo như người. Trời sanh ra có nước hạt mưa, mô Phật. Trời sanh ra có nước hạt mưa mà tại sao cứ bỏ học đạo lưa thưa mất hồn? Ham chi biển khổ đổ dồn, nó dây nó bắt mà linh hồn ở đâu? Kiếp dương trần nó bắt nó thâu, mình đây mắc kẹt bị thâu. Tiêu hoài, tiêu trong biển khổ trần đài, đầu thai chuyển kiếp mà ở hoài khó ra. Khó khăn dữ lắm mới đầu thai được chuyển kiếp người ta, mà chúng sanh chẳng nhớ ông Phật Thích Ca trở về, cho nên mắc kẹt nặng nề trội sống. Đó là lên lực bộ, bên lực bộ. Màn ba chấm bút điểm thi công, mà chúng sanh chẳng nhớ Đức Ông Ngọc Hoàng. Đức Ông Ngọc Hoàng chấm điểm sổ khắp cả muôn ngàn, ở đâu cũng có mẫu hoàng ký tên. Linh hồn còn đỏ biển khổ khắp cả lên đên, chúng sanh chẳng nhớ ngó lên cung trời, cho nên mắc kẹt tiêu đời không hay. Tu hành phải nhớ về gốc đạo pháp của Đức Phật phương Tây thì là mới được tháo gỡ sợi dây hồng trần. Chữ tu phải có sổ sách của chư thần, mình đây phải gìn giữ thì Phật mới ngồi gần chấm ban. Tình thương của Đức Phật khắp cả trần gian, Phật đâu có bỏ mà kiếp mang luân hồi, mà chúng sanh chẳng nhớ bút ngồi ghi tên. Đó là bên sắc lực bộ. Yeah. Con nghe pháp con hiểu không? Nhận định không? Dạ.
vào trường tu chánh pháp đạo, là nói trong câu nói bao gồm hết á, vào trường tu chánh pháp đạo không xúm lại bắn như mũi tên. Bên lực bộ rầy không xúm lại bắn như mũi tên, ráng mà học đạo bước lên từ từ, điểm tâm pháp lý vàng mờ, hoa sen đua nở tiếng cười thơm tho, thơm rồi mới được Phật cho, Phật ban Phật thưởng, khỏi lo kiếp đài. Chữ tu phải nhớ tâm khẩu hàng ngày thì là mới được bút ngài điểm ban. Bút ngài Thích Ca Mâu Ni chấm điểm cho thí sinh trăm họ ở biển khổ hồng trần ngồi gần Phật cho. Mà màng ba chẳng biết học đạo pháp cần lo, cho nên họ bỏ chẳng lo giữ hồn. Nam mô mà còn tranh đấu cấu xé đổ dồn, làm sao có được linh hồn về thiên. Đó là bên sắc lực bộ đó. Vào đường chánh pháp đạo không có phân riêng, lời ăn tiếng nói bình yên trang hòa, cùng chung chí hướng phải nhớ mẹ Phật Bà Quan Âm. Chữ tu phải nín lặng lòng tâm, lời ăn tiếng nói tình thâm của đạo màu thì là sẽ thấy được quả địa cầu của mẫu ăn. Mẫu hoàng bao khắp cả biển khổ không gian, ở đâu cũng có mẹ ban cho tiền. Mà lòng tâm phải học chữ hiền, mẹ đưa mẹ rước xuống thuyền màng ba. Thuyền đò cập bến đưa qua, mà chúng sanh chẳng nhớ mẹ cha cung trời, cho nên mất kiếp tiêu đời ra tro. Màng ba tình thương mẹ cha thầy tổ cứu vớt giùm cho, mà chúng sanh chẳng biết mà lo đường về. Phải chi biết hết bồ đề thì là đâu có mà trở về xuống Diêm Vương. Tình thương đạo pháp cứu vớt vấn dương, Phật đâu nỡ bỏ mà không thương cứu trần. Nam mô lại Phật rần rần, mà chúng sanh chẳng biết ngồi gần bao nhiêu, làm sao có được Phật kêu cứu về. Mô Phật. Chính xác không cậu? Quá hay cô ơi. Quyền di cơ điện pháp. Dạ dạ. Hỏi bản nghe bà nói tôi đập đập cái bờ qua nè. Đâu phải gặp cô ba dễ đâu nha con. Quyền di cơ đâu phải. Có căn nghe văn thì biết. Quyền di cơ đạo pháp cô ha. Đó là quyền cơ pháp chuyển về. Yeah. Để nhắc nhở khỏi sanh nở nhiều đời, lòng tâm phải nhớ cha trời chấm ba. Vì cha trời tạo hóa khắp cả không gian, ở đâu cũng có điểm ban cho tiền mà. Cho nên cô ba nói gieo duyên với con vậy, là ngày mai còn cơ điển để gặp căn để cứu vớt trong nhân loại bậc đợt này, bị nhiều quyền di chuyển về để cứu con mẹ về, chứ để mất điểm hết. Vào chánh pháp đạo chỉ lấy tâm không, không ham muốn mà trong tiền nhiều, lòng tâm chỉ khuyên nhủ học đạo pháp Phật nhiều, chứ không có gom của tiền nhiều vô kho. Đó là bên tam chỗ tòa xác lực đó. Tự tâm, tự cái tâm mình, tự tâm giác ngộ, cố gắng học đạo cần lo, Phật ban cứu độ mà cho rước hồn. Không còn ai bắt đổ dồn. Bắt là Diêm Vương Quỷ Sứ bắt cái hồn. Đạo Tỳ là khiên cái hòm Hạ Nguyệt bị diệt ra thay, bắt đổ dồn xuống cái hố sau đời. Không còn ai bắt đổ dồn. Mình đây gìn giữ linh hồn về thiên, không còn ai bắt ai khiêng. Hồn linh thanh thản bình yên cung vàng. Cung vàng có mẹ mẫu hoàng, mẫu ban mẫu thưởng muôn ngàn mẫu cho. Mẫu bàn mẫu hoàng ban xuống có nước ấm no, trái cây ngũ quả cho con đủ đầy. Mà tình thương chẳng biết học đạo xum dày, làm sao có được chiến này về đông. Mẫu hoàng tạo hóa khắp cả biển khổ mênh mông, mà tại sao không nhớ con đông trở về. Mô Phật. Biển hồng trần là chỗ sóng gió nặng nề, các con của mẹ khó về bao nhiêu. Chiều chiều gió thổi thiểu thiêu, các con chẳng biết gọi kêu cứu hồn.
nó hồi động điểm khóc, khóc là thương linh hồn về ông nội. Trời là cha đất mẹ, cha là bà nội. Tôi cúng ngày lại, bữa nào tôi cúng lại. Ráng sao tháo gỡ kiếp đổ dồn, không còn mắc kẹt mà linh hồn chuyển xây. Linh hồn là chỗ đỏ kiếp biển khổ lây quay, nằm trong bể khổ ở đây trả hoài. Lực nhân quả là biển khổ trần đài, nó dây nó bắt ở hoài đầu thai. Đầu thai lên như kẻ tai sai, cho nên quá khổ nó sai ở tù. Tù nghiệp khổ trần gian. Mà nghe cơ bà nhận định được. Nhận được chứ, nghe được mới qua đây nè. Ai mà còn kiếp còn cắn, nghe qua lời nói câu văn hiểu liền. Như hai câu này nè, còn cần kiếp cắn. Còn ai mất kiếp cắn rồi, nghe qua lời nói một hồi chửi rắn. Là chửi bị khùng. Tôi đây đâu dám đến gần, cho nên phải chịu lo ngồi làm thính. Mặc cho ai chữ phỉ tình, điên đây nín lặng mà làm thính cho rồi. Điên này có bút có ngồi là bút quyền cơ chuyển. Điên này có bút có ngồi, nói ra một chút lo ngồi mà nghe. Hết thơ rồi tới nói về, nói trong lịch sử dày nè nghe chơi. Điên này đâu có nói khơi, điên đây nói chuyện đúng nơi danh từ. Điên này cú kiếp giang mờ, điên đâu có bỏ mà tiếng cười thơm tho. Điên này cú kiếp dùm chó, điên đây cú vớt mà lo giữ hồn. Bồ Phật quyền cơ chuyển cô ba ẩn danh 20 năm. Bên quyền cơ cha mẹ thầy tổ rầy, nó cứu con của mẹ quay về để mất điểm hết. Rớt nhiều lắm luôn. Tu hành chánh pháp không ham mê hoặc tiền tình. Lời ăn tiếng nói chỉ giữ gìn lo tu. Đó là chánh pháp đạo đó. Tu hành mà lòng dạ còn ham của cải, làm sao gặp được ông sư giải đi về. Đó là binh lực xét bộ. Con biết binh có quyền cơ đó không? Gửi bà cái mic đây luôn đi, đang cho bà có nói gì đó thu vô luôn. Dạ con gửi đó đó, nói chuyện thu vô. Thu vô. Nam mô mình nhớ gốc Bồ Đề, nhớ rồi phải gìn giữ mới trở về mới tới nó. Mà nam mô rồi lòng dạ không có nói khơi. Chính xác không bà? Lời ăn tiếng nói đúng nơi chỗ ngồi, trí tâm đạo pháp trao dồi, Phật ban cứu độ ghế ngồi cung thiên. Biết nghe hay mới bò đây. Này quyền cơ chứ không có trong sách. Nghe hai câu này nghe nhận định biết không? Dạ hiểu. Hiểu nhưng mà con ngưng lại chút đi rồi con nghe vậy con nhận định sao? Hồi đó giờ con đi quay có vị nào mà để nhận định là con nhận định sao? Dạ, con theo như con nhận định thì con thấy là nói coi như là nói thẳng nói thật mà nói để cho người ta sửa. Đúng. Cho người ta biết được cái lỗi người ta đúng, sửa. Đúng đó. Đó mới đúng là chánh pháp. Đúng rồi đó. Chứ còn mà nói mà suông suông như trong sách đã nói rồi khuyên này kia thì cái đó là hát quá, nhiều quá nhiều đâu rồi. Có chạy mau vậy chồng. Nhưng mà lần đầu tiên thì con gặp cô là thấy khác lạ là vấn đề đó, là cô nói giống như là luật mà phải thẳng phải này nói là minh lực của tam giáo tam gọi giáo là thuốc đau giả tặc các con ha. Ừ. Ê, thuốc đắng giả tặc cái này đó. Là coi như là cái này cũng như lời là cô tiếp chuyện là cái này quyền cơ chuyển thẳng luôn, cũng như là màn ba chiến chót nói gót mau về đó là không còn kịp nữa, phải bốc con của mẹ quay lại về thiền liền, không còn cho tôi nổi biển khổ nữa, phải tu hành lòng dạ phải sửa khỏi có chữa nhiều đời, đó là pháp trực tiếp luôn đó. Đấy là lời cô nói hay quá mình ta. Lòng tâm chỉ nhớ phải nhớ cha trời chấm ban. Chứ không còn linh hồn đỏ kiếp biển khổ thế gian. Hồn linh thanh thản về gặp kim cang của Phật đài. Di Đà Phật tổ chấm bút điểm hàng ngày mà chúng sanh cứ bỏ ở ngoài đầu thai. Nghe cái pháp này chính xác không cậu? Pháp quyền cơ không phải là dễ tìm. Thì đầu thai lên lưng hồi rồi. Câu nào là thấm câu đó đó. Vậy là cậu có căn hết á. Căn mới nhận định được.
tình thương của Đức Phật Tổ Như Lai. Dạ. Phật đâu có bỏ biển khổ trần ai bao dòng. Dạ. Tình thương của Đức Phật Tổ cứu vớt chúng đồng. Phật đâu có bỏ tấm lòng nữ nam. Dạ. Mà chúng sanh lòng dạ còn quá tham lam, cho nên mắc kẹt bị giam ngục đài. Phải chi biết hết tu sửa học đạo hàng ngày thì là thoát khỏi biển đài thế gian, không còn đọa kiếp biển khổ khóc than, hồn linh thanh thản về cảnh kim cang của Phật trời. Là pháp câu nào câu nấy là vô sổ bộ, chính xác không bị lực thêm. Cô Ba ẩn danh 20 năm, cô Ba không lộ. Ẩn danh 20 năm cô Ba. 20 năm bên trên quyền cơ mẫu rầy, con mẹ rớt lắm. Dạ. Cô đi cô giả, cô giả cô nói pháp, ăn cái gì cô cũng nói theo cái lý và cái cơ. Thí dụ như ăn dĩa dưa leo, cô nói là dĩa này là loại dưa leo, ăn vào một miếng phải theo Phật về, cũng lấy ra được câu văn nói vậy. Yeah. Yeah. Rồi khi cô Ba đi giả trần gian đó thì quải cái vỏ sách lên vai, nói thân tôi quải vỏ lang thang là đi tìm căn đó. Yeah. Thương cho khắp cả trần gian đắm chìm, văn sáu văn tám văn sáu văn tám lục bát đó. Thân tôi quải vỏ lang thang, thương cho khắp cả trần gian đắm chìm. Thân tôi đi kiếm đi tìm, tôi ca tôi hát tôi tìm chấn linh, nào ai có thấy được mà tin. Tôi đây nói chuyện giống in thuở nào, là giống in thuở nào là quyền cơ chuyển về. Thân tôi nói chuyện giống in thuở nào, thân tôi uống rượu ba đào, tôi ca tôi hát khỏi té nhào biển sâu. Thân tôi mở pháp từng câu, tôi ca tôi hát tôi thâu đem về. Mà trần gian không biết nhúng trề, là không biết nhúng trề là chê cái quyền cơ. Trần gian không biết nhúng trề, tôi ca tôi hát dắt về Tây Phương. Nào ai có biết mà thương, tôi đây thấy tội mà thương Dương Trần. Tôi đây mở pháp ra lần, tôi ca tôi hát cứu trần màn ba. Câu pháp nghe chính xác không? Vậy. Là pháp này là bên quyền cơ chuyển không, chứ không có trong sách nha. Còn nhận định là không có trong sách. Trách nhiệm bên quyền cơ thiên chuyển về. Ôn bài chăm học mà chiếm thu bản vàng. À. Thôi vậy cô nghĩ mẹ chú Lan từng nói để Đức Cố hôm nay. Đức Cố là một người di chinh cứu nước. Đây là căn gốc của mấy bụng trang chị Hương. Nè chú bụng trai nè. Nam mô A Di Đà Phật. Vào ngày 21 tháng 2, chỉ nhu đoàn tụ về gài rất đông. Về ngày kỷ niệm của ông, thành tâm bái lại mà ngõ hồng đáp ơn. Bởi đây căn gốc của vũ trên, pháp vô cướp nước mà gây cơn rối loạn. Hồi đó cố khổ lắm phải không? Quảng thành Đức Cố đâu an, hy chinh cứu nước mà gỡ nàng cho chúng dân. Đâu màng quản nhập chí thân, nguyện rao trong nước mà chúng dân hưởng nhờ. Gia đình cố chịu khát sơ, giặc đi bố gáp không giờ nào yên. Quyết lòng đánh đuổi Tây Phiên, đêm nằm lo liệu mà lị phiền thâu canh. Khí hào của cố liệt quanh, trung can dũng mạnh mà giữ tranh lưu truyền. Ngày xưa lịch sử ghi biên, danh thơm bay tỏ khắp miền Việt Nam. Nhưng mà lo liệu cũng chẳng cam, là do trời định nước Nam chi đầu. Biết bao tiền bối than ôi, đương đầu chống chịu mà chết thôi muôn ngàn. Ngày nay mới được vinh quang, bốn phương về để mà giữ an lễ này. Nhớ ơn Đức Cố nặng gài, nhớ ơn quý các vị các ngài chánh chung. Nhớ ơn liệt sĩ anh hùng, nhớ ơn tiền bối mà lo chung việc này. Nay con về đến nơi đây, thành tâm khấn nguyện Phật Thầy chứng minh độ cho. Nó là vùng sao bóp cho bà. Đúng biết gì không vợ. Nguyện cầu tất cả anh linh ngũ quyền thất tổ mà nhẹ mình siêu thăng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Dạ chân thành cảm ơn bài và cô đã chia sẻ những cái câu pháp rất là hay. Dạ mô Phật. Con bên Bắc Cao Lãnh mà con ẩn danh con không lộ. Trốn hai